Ba con SCP-069 luôn. Mình đang kẹt trong khu rừng SCP rồi. Hôm nay quả dưng là một ngày đẹp trời nha, nhìn nè, mây xanh, biển trắng, ôi, một bầu trời, một bãi biển cực kỳ đẹp luôn, là mình muốn đi tắm biển ghê á. Và đặc biệt nha, là không hề có một con quái vật nào cả. Ôi, lâu lắm rồi mới được một ngày như thế này đây, ôi đã quá à. Ô, chào các bạn nha, và mình là KSD đây. Nãy giờ mình ngồi đọc thoại nội tâm, nói nhảm nãy giờ mà không để ý các bạn ha, xin lỗi các bạn nha. Và ok thì hôm nay á mình thấy trời đẹp quá cho nên mình nghĩ á là hôm nay mình sẽ đi bơi các bạn. Đúng rồi, đi bơi cho nó mát mẻ bạn ơi, đang hè đó mà, đi bơi cho đã. Và ok thì trước khi chúng ta đi bơi á, thì nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên thì đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký, và nếu như các bạn là fan cứng của mình thì đừng quên nha, hãy giúp mình cho mình một lượt like. Và các bạn ơi, các bạn đừng bỏ qua quảng cáo nha, hãy coi giúp mình từ 5 tới khoảng 6 giây thôi, để mình có tiền á mình sẽ làm được nhiều video hay hơn cho các bạn cùng coi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Được rồi thì bây giờ á đi xuống dưới lầu nào, và hãy đi qua nhà bạn bè của mình rủ họ đi bơi các bạn ơi. Ui, hè mà đi bơi chắc là mát lắm các bạn, mát thiệt sự luôn á. Ơi gì đây, tiến sĩ Steve núp lại qua nhà mình nữa. Ôi trời ơi, không hiểu sao nữa luôn á. Ồ, mà lạ nha, hôm bữa hả, mình thấy mắt quẳng màu vàng mà nay chơi thành mắt tím rồi. Chắc là mới đổi kính áp tròng mới các bạn. Này nhà này xịn ghê, ông bọn này xịn thiệt sự á. Ê, tiến sĩ Steve núp ơi, tự dưng hôm nay qua nhà con chi vậy? Trời ơi, chú em ơi, hôm nay thấy trời đẹp quá, mây xanh nè, biển trắng nè, trời quá đẹp luôn, nên ta muốn rủ chú em đi cắm trại với ta đó, đi không? Ồ, đi cắm trại hả? Nghe vui nha. Ơ, nhưng mà con đâu có chuẩn bị đâu để mà đi cắm trại. Con làm gì có đồ đạc hết, tí sẽ tiếp núp. Trời ơi, chú em ơi, em đừng có lo, ta đã để sẵn tất mọi thứ ở chỗ rừng đó rồi. Bây giờ chỉ cần chú em đi với ta thôi, lại chỗ khu vực đó và đi cắm trại, hiểu chưa? Nghe phải hay ho nha. Được rồi, vậy thì để con rủ bạn bè con đi theo nha. Rủ đông đông đi mới vui. Trời ơi, thôi khỏi, chỉ cần hai người đi thôi, hai người đi là đủ vui rồi chú em ơi. Trời ơi, sao nghe giọng cười nghe nguy hiểm quá vậy. Rồi rồi ok, hai người cũng được, thôi để giờ đến vô lấy đồ là chú nha, tí thì tiếp nút. À, vô lấy đồ đây, lấy đồ lẹ lẹ đi, còn đi ra đây. Trời ơi các bạn ơi, mình nghe thấy vụ án này hơi nguy hiểm các bạn, tự dưng ổng nói mình xong rồi ổng cười he 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 he, nguy hiểm thiệt á. Được rồi, bây giờ để mình phải mang theo vũ khí các bạn ơi. Đó, vũ khí các bạn. Rồi, mang theo hết. Chứ mất công hả, có vụ án gì nguy hiểm hả mà ổng bắt mình hả, quýnh lộn cho mình chết luôn các bạn ơi. Cho nên là chúng ta phải để sẵn mọi thứ, phải gọi là hả, chuẩn bị hết. Chứ nếu không hả, là gặp quái vật hay gì mệt lắm các bạn. Ổng chừng ổng này ổng bẫy mình nữa, mệt lắm. Rồi ok, đứng ngồi nào. Tiến sĩ Tiến Tốp ơi, con đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi nè. Gì lại vậy chú em? Chú em này có mang theo đồ ăn gì không vậy? Con tưởng có sẵn rồi. Tao quên, có sẵn hết rồi cho em đừng lo nha. Được rồi, bây giờ chú em hãy cùng ta đi thôi nào, let's go. Đi đi nhưng mà chỉ đường đi chứ, con đâu biết đường đâu. À, tao lộn đường, tao quên. Bây giờ chú em nha, hãy từ nhà ta cứ đi thẳng đi, đi thẳng hồi là tới à. Bây giờ ta ở đây chuẩn bị một xíu, lấy đồ ta sẽ đuổi theo sau, hiểu chưa? Rồi ok, đuổi theo sau thì đuổi theo sau. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi tới chỗ cắm trại với các bạn. Và ok, mình sẽ gặp lại các bạn ở chỗ cắm trại nha các bạn ơi. Bye bye. One hour later. Ôi, cuối cùng cũng tới nơi, đi mãi luôn á, mới tới được chỗ cắm trại của chúng ta. Ôi, nhưng mà ông tiến sĩ tiếp nước đang ở đâu nhỉ? Mình đi nãy giờ mà mình không thấy ổng đâu hết á. Ơi cái đi ơi cái đi ơi ơi cái đi ơi ơi cái đi ơi. Ủa, tiếng ai nghe quen quen. À, ôi, hóa ra là tiến sĩ Steve Nook. Ui, nếu như mà tiến sĩ có đi đằng sau con á thì nói chuyện bình thường thôi, nói nghe ghê quá à, hết cả hồn luôn nè. Trời ơi chú em ơi, chứ mình chú em kỳ lạ thôi đó, ai bảo tài lanh chanh lóc chóc đi trước làm vậy. Ui, rõ ràng luôn nha, chính tiến sĩ Steve Nook kêu con đi trước.
Ôi trời 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 trời, em ngậm nghĩ quá. Thôi được rồi nè, bây giờ hả, trong cái gương này nè có những món cắm trại ta đang để ở đó, chúng em hãy mở ra đi và chuẩn bị chục cắm trại tối nay đi. Ôi giọng cười nghe ghê thiệt luôn á. Mà thôi đi, ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ mở cái gương này ra để coi xem á là trong cái gương này nè có những gì để mà chuẩn bị cho cuộc cắm trại ngày hôm nay các bạn. Rồi ok, đầu tiên chúng ta sẽ có 10 khối gỗ, chắc là để ngồi á, hai cái đèn nè các bạn ơi, 64 cục than gỗ, một cái lửa trại, hai cái giường ngủ, à không, hai cái túi ngủ, hai cái lều, và đặc biệt nha, 64 viên kẹo dẻo các bạn ơi. Ui, buổi cắm trại ngày hôm nay nha, những bạn nào thích ăn kẹo dẻo á, cực kỳ phê luôn. Được rồi, thì trước tiên mình nghĩ á là mình sẽ phải chuẩn bị cho cái lửa trại trước, để xem đặt ở đâu á là hợp lý nhất các bạn. Ờ, mình nghĩ á là đặt ở đây đi. Đó, rất là hợp lý luôn. Mà bây giờ về cái lều thì mình sẽ chọn cái lều xanh đất biển bạn ơi, đặc biệt là light blue nè bạn ơi, light blue đó, lều xanh nhẹ, mình rất thích màu xanh các bạn ơi, cho nên là mình sẽ chọn màu xanh. 1, 2, 3, ok, đặt như này các bạn ơi. Đó, ok, quá đẹp luôn ha, hợp lý thiệt. Ok, 1, 2, 3, ui y như là trang trí các bạn ơi. Wow, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt ở đây một cái giường đi, giường như thế này đó. Không phải cái giường đó, cái túi ngủ bạn ơi, cái túi ngủ đó. Xong và sau đó mình sẽ treo đây một cái đèn đó, đèn. Ok, và ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ để ở đây là 1, 2, 3. Ui rồi ông ta, nhưng nó hơi xa quá bạn ơi. Ừ nó hơi xa quá đó, để mình đặt lại bạn, nó hơi xa quá à. Thấy không hợp lý, nó hơi xa, mình muốn gần hơn một xíu chứ nó xa quá thì mình không thích các bạn ơi. Ok, đặt lại nào. Đặt đi. Và ở đây sẽ là 1, 2 nè, ở đây đi ha. Ồ, 1, 2, ở đây thì nó cũng hơi gần, 1, 2, 3. Ồ, ok, ở đây là hợp lý hơn các bạn ơi, ở đây được nè. Rồi, ở đây nữa, 1, 2, 3. Đây là sẽ là chỗ mà mình để tiến sĩ tiếp ngồi chung với nhau các bạn, tuyệt vời lắm đúng không? Đây sẽ là 1, 2, đó, để vậy đi. Như kiểu là để đồ ăn các bạn ơi, rất là đẹp đúng không? Đó, và bây giờ cuối cùng chúng ta hãy thắp lửa trại các bạn ơi, let's go, bỏ vô nào. Tên tên, wow các bạn ơi, mình vừa bỏ 64 viên than gỗ một cái nha. Rồi xong nè, coi nè, cái lửa trại tự động to luôn các bạn, quá đã luôn á. Tiến sĩ Steve Noob ơi, bây giờ con phải làm gì bây giờ nữa vậy? Chú em à, bây giờ chú em và ta hãy cùng nhau chờ đợi tới khi trời tối để bắt đầu cuộc cắm trại ngày hôm nay nào. Ok, tiến sĩ Steve Noob luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ hả, mình và tiến sĩ Steve Noob sẽ bắt đầu chờ đợi cho tới khi buổi tối, và chúng ta sẽ thực hiện cuộc cắm trại ngày hôm nay các bạn, quá đã. Đợi trời tối thế nào, let's go. Chú em kể đi à, khi chúng ta đã vào buổi tối như thế này, cắm trại vào ban đêm thì dĩ nhiên là không thể thiếu những câu chuyện ma rồi đúng không chứ hả? Đúng rồi tiến sĩ Steve Noob ơi, theo con thấy á là chúng ta nên thi kể chuyện ma đi để cho tối nay hả hấp dẫn hơn nữa. Chú em nói đúng ý ta rồi đó. Được rồi, vậy thì để ta sẽ kể cho chú em và những bạn đang xem video ngày hôm nay một câu chuyện ma cực kỳ kinh dị. Nhớ nha, có cha mẹ ngồi cùng mới được nghe, nghe chưa? Ok, ok luôn, con hiểu rồi. Được rồi, các bạn ơi, cùng mình nghe thôi nào. Câu chuyện ma đó có tên là chuyến xe taxi lúc nửa đêm. Có một anh thanh niên sau khi nhậu xỉn về bắt taxi từ trên ngoài đường cái, đường quốc lộ 1A, thì anh ấy bắt xe lên chiếc xe đó. Thì sau khi nhậu xỉn xong, anh quá mệt nên anh đã ngủ trên chiếc xe taxi. Và tự dưng lúc anh ấy thức dậy, anh ấy thấy một bóng người ngồi đằng sau. À, không phải ngồi đằng sau, một bóng người đang lấp ló đằng sau cửa kính chiếc taxi, đằng sau chiếc taxi đó. Đang lấp ló hì hụt thở. Hả? Cái gì nghe ghê quá vậy? Ngồi sao nữa hả tí xí tiếp? Anh ta hết hồn giật mình. Anh ta kêu ma, ma, ma kìa, ma kìa, ma kìa. Thì đùng một cái, tự dưng có tiếng trả lời. Ma con khỉ, xe chết máy, tao đẩy vào thấy bà ấy nè. Mày xuống đây đẩy phụ tao coi. Gì vậy trời ông nội này? Chuyện ma gì láng xẹt vậy cha?
Thì đó, chuyện ma kinh dị cho em nghe muốn gì nữa. Ông nội tôi ơi, chuyện ma gì nghe nãng xẹt cả cha nội. Tự dưng vì nhậu xỉn ngủ say xong đẩy xe giùm người ta là sao vậy cha? Chứ chú em chả nghe chuyện ma kinh dị hơn nghe chơi coi. Được rồi, ok. Thì các bạn ơi, bây giờ để mình sẽ kể bạn nghe một câu chuyện ma cùng tiến sĩ Steve Nook nha. Cho hai người cho các bạn cùng nghe nè. Được rồi. Thì trên một chuyến xe, à không, có một anh thanh niên kia là một người cực kỳ thích những câu chuyện ma bí ẩn. Cho tới một ngày khi anh ấy đang trên đi taxi, thì anh tài xế nói rằng là biết rằng có một cửa tiệm đang bán một cuốn sách ma cực kỳ quý hiếm và đắt giá luôn. Cho nên anh này liền quyết định tới cửa tiệm đó và mua cuốn sách đó từ ông chủ cửa hàng với giá là 30 triệu. Đó, nghe ghê chưa, 30 triệu luôn nha, 30 triệu luôn đó. Và đùng một cái, sau khi anh ấy đi về nhà và mở quyển sách quỷ ám đó ra, thì anh ấy vừa mở ra là anh ấy bất tỉnh và chết lập tức. Sau khi cảnh sát tới và khám nghiệm điều tra mới phát hiện ra rằng là ở phía dưới cuối cuốn sách nó ghi là cuốn sách này có giá là 30.000 đồng. Hết chuyện. Trời ơi chú em ơi, chuyện chú em nghe kể là lãng sạc trong chuyện của ta đó, chuyện gì nhảm nhí vậy? Thì đó, tiến sĩ Steve Nook kể chuyện lãng sạc rồi thì con kể chuyện lãng sạc y chang vậy luôn cho nó hợp lý đúng không? Trời ơi, cái thằng cùng này, ta kể chuyện để mua vui, chú em kể chuyện nghe lãng sạc quá à. Thôi, nhảm đi chú em ơi. Rồi, con biết rồi, xin lỗi mà, thôi. Bây giờ con với tiến sĩ Nook á, lo mà hả, nướng cái hả, kẹo dẻo rồi đi để mà ăn, đúng không, cho nó ngon. Ơi, mà từ, khoan đã, tiến sĩ Steve Nook ơi, có nghe hay tiếng gì không? Trời ơi, ôi sợ quá, ôi bảo vệ đi, bảo vệ đi tiến sĩ Nook ơi. Bảo vệ đi, trời cái thằng khùng này, mày trẻ hơn tao mà, thật ra bảo vệ người già chứ. Thôi, con còn trẻ con nhát gan lắm, ghê lắm. Thôi, bây giờ hả, hay là chú em hả, cùng ta đi thám hiểm khu rừng xem sao. Lỡ nhân có gì đó hay hay rồi sao đúng không? Thôi nghe ghê quá à, con đi đâu buổi tối ban đêm ra ngoài đừng chi cho nó ghê vậy. Trời ơi, chú em phải tin ta đi. Bây giờ hả, chúng ta thực hiện lòng thách can đảm để xem ai chùm cuối nghe chưa. Bây giờ chú em hãy đi khu rừng trước đi, ta đi sau. Ôi, ông này cũng khôn ghê luôn quá trời ơi là trời. Thôi các bạn ơi, thì theo mình như mình nghĩ là hôm nay mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách lòng can đảm. Bây giờ mình sẽ đi vô khu rừng đầy tiếng nè các bạn ơi. Ui, toàn là tiếng quái vật không mà nghe ghê quá các bạn. Ui, mình sợ quá à. À không sao, mình có mang súng mà. Gặp bất cứ con ma nào nha là mình mình bắn liền các bạn ơi, bắn nó liền. Vô nào, đi thôi các bạn. Ôi các bạn ơi, mình vừa thấy một cái gì đó di chuyển các bạn. Cái gì đây? Hình như theo mình biết á, đây là những con SCP mà. Ủa đây nè, SCP-069. Người này ông mắc cỡ bạn ơi, sai gai nè. Đây là SCP-049 bác sĩ dịch hạch. Ui đừng nói là mình đã lạc vào khu rừng SCP nha. Trời ơi đợt này tiêu rồi. Thôi bạn đợi mình xíu nha, mình phải cầm súng lên trước cho chắc ăn các bạn ơi. Chứ mất không có vấn đề gì thì mình tiêu mình luôn các bạn, nguy hiểm quá à. Đúng không ta, đúng rồi bạn ơi, trời ơi. Ba con SCP-069 luôn. Mình đang kẹt trong khu rừng SCP rồi. Và đây là SCP-049. Ui, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi hay sao á. À, không, chưa thấy các bạn, nguy hiểm quá. Ui, kia là ai vậy? Hình như đây là SCP, ủa. Ê, ôi, nghe tiếng gì vậy bạn ơi? Ui, hình như mày này biết mình đâu rồi các bạn ơi, nguy hiểm quá. Từ từ, đây nè, đây chính là SCP. Ui, nó đang gồng, đang chơi mặt lại bạn ơi. Để mình chạy trước, để mình chạy. Hình như theo mình nhớ đó, đó là con SCP mà Eyes in the Dark, đúng rồi. Con mắt trong bóng tối bạn ơi. Còn kia là SCP ông già đó các bạn. Được rồi, mình nghĩ là thấy mình rồi các bạn, nó mới chơi mặt lại kìa. Sai gai kẻ mắc cỡ mà. Chết mình chắc rồi các bạn ơi. Ai quá. Ê, ôi, no. You can see me, bro. Chết đi. Mình phải sống sót các bạn ơi. Mình phải sống sót.
Chết đi, chết đi. Nó trâu quá bạn ơi, nó trâu quá à. Ê, ôi ghê quá à. Đúng là những con SCP kinh dị thiệt sự luôn á. SCP-069, người đàn ông mắc cỡ. Ôi, mình sợ quá bạn ơi. Rồi, AKM, bạn bắn từ xa bạn ơi, chắc mình như vậy rồi. Ôi, ghê quá à. Thôi, nếu như á mà mình không thắng được con SCP này á, thì mình nghĩ là mình sẽ dùng cách khác. Mình dùng từ xa các bạn. Đó, bắn từ xa. Điểm bắn từ từ. Chứ mình không thấy có cách nào mà quấn được gần nó hết bạn ơi, quá mạnh các bạn. Đây rồi, SCP dịch hạch nè. Đợi mình xíu, để mình diệt con dịch hạch này các bạn ơi. Để mình quấn con dịch hạch này đã. Dịch hạch nè, dịch hạch nè. You are not a doctor hả? Đây, laser rifle. Hello, chết luôn, ok. Bác sĩ dịch hạch khá là yếu các bạn ơi, nhưng mà không lo. Rồi, đây nè. Bác sĩ dịch hạch nữa các bạn ơi. Bác sĩ dịch hạch nè, hello hả, hello. Ok, đây. Đây là những con Ice in the Dark các bạn ơi, nghĩa là những con bóng đêm á. Ôi, nó biến mất các bạn ơi, biến mất rồi kìa. Ghê vậy ta. Đây, Nether Blaster nha. Ui, ông già. Đây ông già các bạn ơi, đây ông già, ui. Đây nè, bóng tối bạn ơi. Ông già, ui, đi rồi, ui. Ui, thằng kia là bác sĩ. Trời ơi, sao mà ghê quá vậy. Bắn nó, AKM. Ông già, đây là ông già, đây là ông già, ông già này mạnh lắm, đừng giỡn mặt, ông già mạnh lắm. Lấy thôi, phun lửa. Chơi đi, ông già này. Ui, ôi, ông già đi xiên tường các bạn, cứu mình với, ghê quá à. Đây, sao, để mình, ôi, đi dưới mình các bạn, được. Giờ mình phải đi qua đây để mình lấy súng mới. Đây là những súng mới bạn ơi. Ok, Vector bạn, đâu rồi, nó đâu rồi. Này đâu rồi, đây rồi, ông già đây rồi. Ông già SCP. Bắn bay lên trời bạn ơi. Hay, tuyệt vời. Đây, Green Beeper nha. Ui, chết luôn chưa? À, chị chết rồi. Mình tự giết mình các bạn ơi. Rồi, xong luôn. Mình spawn về đây rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Bây giờ để mình quay trở lại khu rừng SCP các bạn ơi. Chung thôi, hay là chết ông già làng của mình đó các bạn ơi. Ok, thì mình đã quay lại rồi các bạn. Rồi, để mình coi ông già ở đâu rồi. Ông già ở đâu? Mấy ông già SCP đâu rồi? Đây, để mình lại cho này em giết ông dịch hạch trước. Đấy, ui, đây là cái con này, thằng này nữa bạn ơi. SCP the side guy. Rồi mình phải lo bắn nó trước khi nó ăn rồng bạn ơi. Bắn nó trước khi nó ăn rồng, chúng thôi là nó sẽ giết mình liền luôn á, nguy hiểm lắm. Mình phải quấn nó trước. Đó, bắn nó trước các bạn ơi, bắn nó trước chắc ăn các bạn, chúng thôi là mình thua liền luôn á. Đấy ơi, launcher. Ồ, lại nữa rồi. Mình lại tự giết bản thân mình nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi. Ok. Quay lại lần nữa vậy các bạn, cố lên. Rồi, ok, thì bây giờ mình lại tiếp tục quay trở lại khu rừng SCP. Và đây, con SCP The Side Guy hiện tại nhắm tên các bạn. Mình sẽ dùng cây Thompson SMG này. Mình bắn nó trước. Đó, còn không mình dùng cây nào rồi ta. Dùng cây nào bây giờ, trời ơi. Mình hết súng hết đạn rồi các bạn, quá nguy hiểm để chơi bắn này. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ dùng cây này đi. The Infinator, bắn nó. Ui, gắn học không đi trời. Ui, mấy này quá trâu luôn á, mình nói thật sự bạn ơi, quá khó chịu luôn á. Được rồi, grenade launcher là lựu đạn. Đây là súng lựu đạn các bạn, đây là súng lựu đạn. Hết đạn rồi, ok. Vector, bắn. Ôi, hết đạn rồi. BDM, bắn, đạn đã chưa, hay đã chưa. AUG, đã chưa. Bật tâm nó nhắm các bạn ơi, quá đã. Ui, là hết đạn rồi, súng gì hết đạn lại vậy. Súng gì xì đá vậy trời. Đây, ui là hết đạn rồi. Trời ơi, súng mình hết đạn nhiều dữ vậy trời ơi. Sao mà nguy hiểm quá đi thôi à. Đây, Thompson AKM súng mới, chơi nó. AKM, tỉa, ui nó tè le, ghê vậy. Ui, ok, qua đây vậy. Để mình bắn cái thằng này. The Side Guy hả em, The Side Guy bây giờ Sida lắm rồi. Không giờ anh đâu, The Side Guy nè. Anh có AKM, đây, AKM bắn em nè em. Chạy đi, đúng rồi, chạy đi. Ui, ông già. Ông nhà tê le. Ui, mình bị dí các bạn ơi, mình bị dí các bạn ơi. Nguy hiểm quá, á, mình bị lọt rồi. Nguy hiểm quá vậy. Ok, ê, từ mình lên đây lại đã. Mình bị lọt các bạn ơi, ghê quá à. Ui, khu rừng SCP quá nguy hiểm luôn á. Mình nghĩ cho mình bỏ chạy về làng mình thôi. Chết bây giờ hơi bị nhiều lần rồi. Không sao, mình sẽ thử nghiệm lần cuối mấy ông già này, mấy nhà tê le này, mệt ghê nha. Rồi, đây. Các bạn có thấy mình đang cầm cái gì không? Biệt đội Hỏa Tiễn. Ủn, ơi hết đạn luôn rồi. TFG 10K. Chết đi. Ui, tè lẹ. Đau quá. Trời ơi các bạn ơi.
quá khó, khu rừng SCP quá ghê các bạn ơi. Mình thôi á, mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua ông già làng của mình và mình sẽ chạy trốn các bạn ơi. Chứ ghê quá rồi. Được rồi, thì nếu như á, các bạn thấy buổi cắm trại này của mình á hay ho á, hãy cho mình một like nha. Và nếu như các bạn chưa đăng ký của mình á, giúp mình nha, hãy cho mình một nút đăng ký các bạn ơi. Ôi, buổi cắm trại này quá kinh dị. Ngay cả mình cũng không thể nào tài nổi lên vượt được con SCP này. Thì quá là SCP các bạn ơi, khó khăn quá à. Được rồi, vậy thì hẹn gặp bạn những video sau kết đi các bạn ơi. Bye bye, mình phải chạy trốn đây. Ông tiến sĩ Steve Noob ơi, ông tiến sĩ Steve Noob ơi, quay về đây đi, đừng ở đó nữa, chết đó.